Mùa chay, mùa tình yêu quan tâm. Người ta không thể nói yêu nhau mà không quan tâm đến nhau. Yêu mà không quan tâm là yêu qua đường, yêu qua đêm, yêu kiểu chụp giật chợ trời. Đúng hơn là không yêu ai hết, chỉ yêu riêng mình. Quan tâm đến nhau là biểu hiện của một tình yêu chân thực. Càng yêu càng quan tâm. Quan tâm là để ý đến nhau, chú ý đến nhu cầu của nhau, chú tâm đến đời sống của nhau, để hồn trong hạnh phúc của nhau, đem trái tim vào cuộc sống của nhau. Quan tâm là dán mắt vào đời nhau, chăm chú lắng nghe nhau, thao thức đợi chờ nhau, băn khoăn trước những biến cố, sự kiện, công việc liên quan đến nhau, và hăng say làm tất cả những gì có thể làm được vì hạnh phúc của nhau. Quan tâm chính là tình yêu quan phòng, tình yêu che chở, tình yêu chăm sóc, tình yêu dự liệu. Và mùa chay chính là mùa của tình yêu quan tâm này. Đừng hiểu mùa chay là mùa thụ động khép kín, nhưng chính là mùa hoạt động, mùa cởi mở cõi lòng, mùa đến với nhau, mùa lắng nghe, gặp gỡ, chăm sóc, quan tâm. Trong mùa này, Thiên Chúa đi bước trước trên hành trình tình yêu khi âu yếm quan tâm đến con người. Các thánh vịnh trong mùa chay đều nói lên tình yêu quan tâm của Thiên Chúa đối với con người. Khi dân Do Thái bị đầy đọa bên Ai Cập, Thiên Chúa Gia-vê đã quan tâm. Ta thấy rõ nỗi khổ của dân ta, và tiếng khóc của dân ta đã thấu đến ta. Ta biết chúng rất khổ đau. Khi dân vất vả 40 năm trong sa mạc, Thiên Chúa đã quan tâm cho ăn uống, bên đỡ, trợ phù. Trong Tân Ước, Đức Kitô mặc khải rõ hơn tình yêu quan tâm của Thiên Chúa đối với mỗi người. Như người cha ngày đêm trông ngóng đứa con hoang đàn, ông ra đầu ngõ mỗi buổi chiều đợi chờ con, dù bạc tin con, từ ngày cậu đòi chia của rồi bỏ nhà đi hoang. Tình yêu quan tâm của cha dành cho con không bao giờ mỏi mệt, sút giảm, nhưng ngàn đời bất diệt. Người cha ngóng con vì quan tâm đến đời con, lo lắng cho sự sống của con, bồn chồn xao xuyến vì tương lai bấp bênh của con. Ông quan tâm vì ông yêu con tha thiết. Ông quan tâm vì con là tất cả, là hạnh phúc duy nhất của đời ông. Ông không thể làm gì khác hơn ngoài yêu con, vì tình cha của ông lớn hơn tất cả, lớn hơn tội bất hiếu, vô ơn, phản bội nặng nề của con. Tình yêu quan tâm của ông được nuôi trong hy vọng, và niềm hy vọng ngày về của con đã thành sự thật, chính vì tình yêu ông đã quan tâm. Quả thực, trước khi lên đường trở về sau tháng năm dài bê tha, sa đọa, người con hoang đàn chắc chắn đã dò dẫm, nghe ngóng tình hình, và biết rõ hàng ngày cha đều ra đầu ngõ ngóng trông cậu. Nếu biết ông cụ không còn quan tâm, trông ngóng, chắc cậu đã không dám lên đường trở về. Tình yêu quan tâm của cha đã nâng đỡ trọn lừa đứng dậy, trở về của cậu. Tình cha quan tâm đã cho cậu niềm tin để không sợ bị xua đuổi, từ chối. Tình yêu quan tâm của cha đã giúp cậu vượt qua rào cản của vô số mặc cảm, nhất là mặc cảm tội lỗi đang đè nặng, nghiền nát tâm hồn cậu. Thiếu bóng cha già hàng ngày ra đầu ngõ vì quan tâm đến con, chàng trai phung phá sẽ khó có thể khiêm tốn để chuẩn bị sẵn lời tạ tội khi trở về. Thưa cha, con đã trót phạm tội với trời và với cha. Tất cả tiến trình trở về của người thanh niên hoang đàn, từ hồi tâm nhận ra tình trạng đói khổ, khốn nạn của mình, đến quyết tâm đứng dậy về với cha, và những bước chân sau đó trên đường về, đều được thai nghén, vun sới và nâng đỡ từ tình yêu quan tâm của cha cậu. Vì biết tình cha bao la mà cậu dám trở về, vì biết tình cha bao dung mà cậu không sợ mất mặt, vì biết tình cha vững bền mà cậu can đảm tạ tội và xin cha cho ở lại trong nhà. Tình yêu đã cứu cậu khi cậu biết cha mình vẫn hằng quan tâm, dù cậu không còn đáng được gọi là con của cha nữa. Như thế, tình yêu quan tâm không chỉ quan phòng, lo liệu, chăm nom, nhưng còn cứu thoát, chữa lành. Người cha đã quan tâm đến con, nên con của ông đã được cứu thoát khỏi cảnh đói khát, không có cám heo mà ăn. Tình yêu quan tâm của ông đã cứu cậu khỏi cảnh ô nhục, vô gia cư, vô địa tán, và chữa lành cậu khỏi mọi thứ bệnh do nỗi bất hạnh của bất hiếu, hoang đàn, tan gia bại sản. Thánh Vịnh 139 đã khẳng định tình yêu quan tâm của Thiên Chúa với mọi người. Thiên Chúa quan tâm từng chút một, từ tinh thần đến thể xác con người, từ sinh hoạt bên ngoài đến sinh hoạt nội tâm. Thiên Chúa, Ngài quan tâm và Ngài biết lúc tôi ngồi, khi tôi đứng. Từ xa Ngài đã am tường ý nghĩ của tôi. Tôi đi đường, tôi nằm giường, Ngài thấu suốt cả. Ngài quen thuộc mọi lối ngõ tôi đi. Lời tôi chưa thập thò đầu lưỡi, Ngài đã biết. Ngài chặn cho tôi nguy hiểm phía trước, Ngài ngừa cho tôi phía sau, và đặt tay Ngài trên vai tôi. Nào tôi có đi đâu xa được thần khí của Ngài. Tôi có lên trời thì ở đó đã có Ngài. Tôi có bay đi với đôi cánh rạng đông. Tôi có ở biệt nơi chân trời góc biển thì lại chính tay Ngài dẫn tôi đến. Chăm nom lo liệu, quan phòng cho con cái, Thiên Chúa như người chăn chiên âu yếm từng con chiên, và hạnh phúc cho chiên nào có Chúa làm mục tử. Thiên Chúa chăn dắt tôi chẳng còn thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh Ngài cho tôi nghỉ ngơi, Ngài dắt tôi trên đường nẻo ngay chính. Dẫu phải đi qua thung lũng tối tăm, hiểm nguy, tôi cũng chẳng lo sợ gì, vì tôi có Chúa ở cùng. Có Chúa ở cùng, ta có tình yêu Chúa quan tâm, có tình yêu Chúa chăm nom, săn sóc, có tình yêu Chúa giữ gìn, phù trợ. Để đầu tôi Ngài sức dầu thơm, chén tôi Ngài rót đầy ắp rượu nồng. Và suốt đời tôi đều là hoang lạc, vì ơn phúc sẽ dõi theo tôi mỗi ngày. Và trong nhiều thánh vịnh khác, như các thánh vịnh 10, 32, 33, 36, 45, 77, 120, 144, 146 được hát lên trong mùa chay. Hình ảnh Thiên Chúa quan tâm đến con người đã được đặc biệt tô đậm như muốn nhắc nhở. Mùa chay chính là mùa của mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa. Đấng luôn quan tâm đến mọi người. Tin mừng Mát-thêu cũng ghi lại giáo huấn của Đức Kitô về Thiên Chúa yêu thương quan phòng. Ngài quan tâm đến con người như người cha săn sóc con mình, và trách ta đã không đặt trọn niềm tin vào tình thương quan phòng của Cha trên trời. Chớ quá lo phải ăn gì mặc gì, hãy nhìn chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho lẫm, vậy mà Cha trên trời vẫn nuôi nấng chúng. Chúng con không quý hơn đám chim sẻ đó sao? Hãy nhìn cánh huệ ngoài đồng, chúng không nhọc nhằn cánh cưỡi, vậy mà vua Sa-lô-môn trong tất cả vinh hoa đời ông chắc gì đã ân vặn đẹp bằng đóa huệ đó. Nếu cỏ đồng nội nay còn mai mất, mà Thiên Chúa còn mặc cho như thế, huống chi chúng con, hỡi những người yếu lòng tin. Vậy chớ quá lo sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì Cha ở trên trời biết rõ chúng còn cần các điều ấy. Tình yêu quan tâm nơi Thiên Chúa cũng là tình yêu Thiên Chúa muốn chúng ta dành cho nhau. Quan tâm đến người thân yêu gần gũi, quan tâm đến người hàng xóm, đồng hương, quan tâm đến người đau khổ, bất hạnh, quan tâm đến người khách lạ, không quen hoài ngõ. Quan tâm đến người khác là gửi trao một ánh mắt thông cảm, một nụ cười thân thiện, một lời chào bình an, một siết tay nồng ấm. Quan tâm đến nhau là tìm dịp làm cho nhau vui như trao tặng một bất ngờ tình nghĩa. Tránh cho nhau một nguy hiểm, tiên liệu và chuẩn bị cho nhau một giải pháp tốt đẹp. Và sau cùng, quan tâm đến người khác là mời họ gặp gỡ một trái tim không biết hờn oán, hận thù, một tấm lòng bao dung, đại lượng, một tâm hồn quả cảm hy sinh, Một cuộc đời như bến đỗ của mọi mảnh đời đen bạc, lỡ làng, tâm đến mọi người và từng người. Ước gì mùa chay là mùa vui mừng, hạnh phúc với mỗi người, vì đây là mùa mọi người được Chúa quan tâm và mỗi người được học biết quan tâm đến mọi người. Xin cho con lòng mến yêu để dù đời đắng cay trăm chiều, cho con yêu một Chúa thôi để đời sẽ hết nỗi điều hiu. Cho con mê say tình Ngài để tình đời chẳng còn vương vấn, dâng bằng sống con cho Ngài luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu. Tình Chúa thương vì đời mà Chúa bo Ngài trời, đem thân sai giàu tháng năm xoa dịu nhân thế bớt khổ đau. Nhưng sao vô tâm bạc tình dành cho Ngài thâm hình đẫm máu, thế mà Chúa vẫn nhân từ thương vô bờ. Con vì đời đã lắm phen hao mòn, đi trong đêm mù tối tăm mong đợi chút ánh sáng hừng đông. Xin cho con quay trở về.